Vâng thưa quý vị, vào sáng ngày 13 tháng 6 tại tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An đã mở ra phiên tòa phúc thẩm vụ việc của cô giáo Lê Thị Dung về việc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để chiếm đoạt gần 45 triệu đồng ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên. Tại phiên tòa lần này, do có nhiều tình tiết chưa được làm rõ trong bản án sơ thẩm xét xử bị cáo Dung nên đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra xét xử lại. Theo đó, ngày 13 tháng 6, Tòa Nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục phiên xét xử hình sự, phúc thẩm, vụ án, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thành công vụ đối với bị cáo Lê Thị Dung. Bước vào phần tranh tụng công khai, đại diện Viện Kiểm sát tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố tại phiên tòa, phát biểu, giữ nguyên nội dung kháng nghị. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, ngày 25 tháng 4, bị cáo Dung kháng cáo bản án sơ thẩm của Tòa Nhân dân huyện Hưng Nguyên với các nội dung thông tư số 28 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan tố tụng huyện Hưng Nguyên sử dụng để buộc tội bị cáo không áp dụng cho Trung tâm Giáo dục Thường xuyên. Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Hưng Nguyên được xây dựng, áp dụng cho mọi thành viên trong trung tâm, không chỉ áp dụng riêng cho giám đốc, có vi phạm tố tụng trong việc thu thập chứng cứ, khởi tố điều tra, truy tố, xét xử. Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hủy bản án sơ thẩm của tòa nhân dân huyện Hưng Nguyên để điều tra, xét xử lại. Kiểm sát viên phát biểu, ở cấp tòa sơ thẩm chưa làm rõ được nội dung chi bộ, đi học cao học, tuyển sinh, làm ngoài giờ, hội họp, thi đua, thanh tra. Nếu quy đổi thành tiết dạy, đưa vào quy chế chi tiêu áp dụng cho đơn vị có trái pháp luật hay không và trái với quy định cụ thể nào. Cấp sơ thẩm cũng chưa làm rõ được những nội dung cần thiết để giải quyết vụ án một cách toàn diện, triệt đề. Ngoài ra, cấp sơ thẩm cũng chưa làm rõ trách nhiệm của các bị cáo đối với khoản thiệt hại hơn 175 triệu đồng đã thanh toán cho một số cán bộ, giáo viên của trung tâm. Đây là những nội dung cần thiết phải làm rõ để giải quyết vụ án một cách toàn diện, triệt đề. Vì vậy, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra xét xử lại. Vụ việc vẫn chưa đi đến hồi kết, liệu mức án cho cô giáo Lê Thị Dung sẽ được giữ nguyên hay vụ việc sẽ được điều tra xét xử lại mọi diễn biến liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật trong các video sau